Hôm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khánh thành khu tập thể mái ấm công đoàn giai đoạn 2. Đến tham dự buổi lễ khởi công có đồng chí Lâm Thành Sĩ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. Công trình khu nhà tập thể mái ấm công đoàn giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng được thực hiện trên cơ sở nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lại trường tiểu học B Núi Sam điểm cũ đã xuống cấp thành khu nhà tập thể mái ấm công đoàn với quy mô 8 phòng, diện tích mỗi phòng ngang 4m, dài 8m, có thể phục vụ gần 30 chỗ ở cho đoàn viên. Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo niềm tin và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội, trong lòng người lao động, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hôm qua, Công an huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan, ngày hội bánh dân gian năm 2023. Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan, ngày hội bánh dân gian năm 2023 có quy mô lớn với 230 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và doanh nghiệp Thái Lan tham gia. Bày bán các sản phẩm làng nghề, ô cốp, sản phẩm nông lâm nghiệp, thực phẩm, đồ uống, thời trang, điện tử, viễn thông, đồ gia dụng, trang trí nội thất, mỹ phẩm, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, bất động sản, tài chính ngân hàng, vân vân. Hội chợ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 tại khu đô thị TNR Star, khóm T1, thị trấn Chợ Mới. Thời gian mở cửa từ 8 giờ sáng đến 22 giờ mỗi ngày. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2023. Để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào thành công của hội chợ, Công an huyện Chợ Mới thành lập ban điều hành đảm bảo an ninh trật tự gồm 13 đồng chí và thành lập 12 tổ công tác gồm 100 đồng chí trực tiếp tham gia vào các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó là triển khai các phương án phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh, chỉ đạo công an các xã thị trấn tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ, tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa điểm tổ chức các sự kiện chính và nơi tập trung đông người, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham quan, mua sắm, tham gia các hoạt động hội chợ. Thưa quý vị, những năm gần đây, sự phát triển của ngành du lịch thị xã Tịnh Biên đã tạo điều kiện để những sản phẩm đặc thù xứ núi Tịnh Biên được giới thiệu đến du khách gần xa. Ngoài ra, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, việc đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm từ chương trình OCOP thời gian qua cũng đã tạo hiệu ứng rất tốt đối với những sản phẩm địa phương. Tại hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan, ngày hội bánh dân gian năm 2023 được tổ chức tại thị xã Tịnh Biên từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua. Trong số 300 gian hàng tại hội chợ, có 20 gian dành cho sản phẩm OCOP và các doanh nghiệp địa phương. Cụ thể, có trên 50 sản phẩm là sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc thù, tiềm năng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ gia đình sản xuất sản phẩm đặc trưng trên địa bàn thị xã Tịnh Biên tham gia hội chợ. Theo ban tổ chức, hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan, ngày hội bánh dân gian năm 2023, hội chợ lần này đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Chính vì vậy, các sản phẩm của thị xã tham gia trưng bày cũng được giới thiệu đến đông đảo khách tham quan và người tiêu dùng. Và qua đó đã tạo được sự phấn khởi, niềm tin của các chủ thể sản phẩm khi tham gia chương trình. Sản phẩm OCOP là rất là thuận lợi. Mình đi quảng bá như là hội chợ với lại các ban ngành nó cũng hỗ trợ về sản phẩm OCOP để giới thiệu đưa đến tay người tiêu dùng. Và cái lợi ích và khi vào OCOP đó là khách hàng bây giờ là mua hàng là lựa hàng OCOP, công ty của em là có sản phẩm OCOP là trà xanh Bạch Cô Thảo là đạt chứng nhận OCOP năm 2022 và công ty em cũng có ra mắt thêm 3 sản phẩm từ măng tre của núi Cấm, đặc sản của núi Cấm là măng tre Mạnh Tâm. Mong muốn thực tế của em là cũng như là được các ban ngành chức năng là hỗ trợ thêm để là đưa sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Chương trình OCOP nó rất lợi cho sản phẩm của em được nhiều người biết đến hơn và chất lượng nó cao hơn. Của em là chuyên về thốt nốt, làm đũa thốt nốt, bình chảo ấm từ cây thốt nốt. Hàng của em là được đạt được nông thôn tiêu biểu phía Nam và em tham gia nhiều hội chợ xúc tiến đầu tư. Theo ngành chức năng thị xã Tịnh Biên, những năm gần đây, từ chương trình OCOP, thị xã đã tổ chức cho các sản phẩm địa phương tham gia nhiều sự kiện quảng bá sản phẩm.
Cụ thể, năm 2022 tham gia hai sự kiện gồm Ngày hội Mắm Châu Đốc và Hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2022 và Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên năm 2022. Năm 2023, Hội chợ Công Thương dùng Đồng bằng Sông Cửu Long – An Giang năm 2023. Và mới đây nhất là Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực Hàng Việt Nam – Thái Lan, Ngày hội Bánh Dân gian năm 2023. Qua đó đã tạo điều kiện cho sản phẩm đạt chuẩn OCOP và sản phẩm đặc thù của thị xã Tịnh Biên được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng, đồng thời giúp đẩy mạnh kết nối cung cầu hàng hóa giữa nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ. Với những tiềm năng thế mạnh sẵn có, việc triển khai có hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm hứa hẹn sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm thủ công của thị xã Tịnh Biên.